một cuộc đối đầu nảy lửa không khoan nhượng. Đang ở thời khắc có tính quyết định như vậy thì phải khiến cho chơi đông sụp đổ. Xin anh hãy mua chỗ cổ phiếu này để tôi có thể trả nợ. Có đứa nào muốn chết với tao thì bước vô. Tao chết một mình thì quá cô đơn. Liệu cái thiện có chiến thắng được cái ác và công lý sẽ được thực thi như thế nào? Tôi đang nghĩ làm sao có thể lôi tim anh ra ngoài. Nhưng có vẻ tôi chỉ có thể để anh tự từ bỏ chính mình. Tại sao ba bọn trẻ bị ép vào một cuộc đổi chác? Tại sao chúa bọn trẻ phải đi tù? Có thể là số tiền mà cô đưa cho chúng tôi đã bị cướp đi bởi người đó. Khi đã có tiền bạc và địa vị, liệu hạnh phúc có còn như ngày xưa? Tất cả sẽ có trong phim truyện nước ngoài Thương Trường Dậy Sóng, được phát sóng vào lúc 8:30 hàng ngày trên sóng truyền hình Tiền Giang